đó các bạn, thấy không? Thì Thành sẽ quay cho các bạn xem đó, cái bầy cá nó chất lượng như thế nào các bạn. Đây là một cái bầy cá mà Thành vừa mới vớt lên đây. Đây là bầy koi Nemo Galaxy Gold. Thì nó lột khoảng 90-95% luôn các bạn. Đây các bạn nhìn thấy thập tay xuống là bắt lên những em full màu. Những em full màu khoảng 80-90%, có thể những em lên 100% luôn các bạn. Em này lên 100% rồi các bạn nhìn thấy không? Về các bạn bỏ keo, các bạn cửa hàng các bạn bỏ vô keo khoảng 5-10 phút là bắt đầu nó phùng kè rồi ha các bạn ha. Đây nè, đó là những em chống máy nè các bạn nhìn thấy, cực kỳ chất lượng luôn chưa. Rất là whip các bạn nha, phần xì Cooper Star Super Star luôn các bạn. Cá bầy các bạn nha, đây là cá bầy. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nhé. Ngày hôm qua thì ở tại Sóc Trăng vừa kết thúc cái việc giãn cách xã hội lần thứ 2 theo chỉ thị 16 các bạn. Thì hôm nay thì anh em nhà Thành sẽ đóng cá và gửi đi cho khách hàng. Đây là một cái bầy cá nè các bạn nhìn thấy, đây là một cái bầy cá cực kỳ chất lượng luôn các bạn. Bầy này là bầy koi Nemo Galaxy Gold. Cái tỷ lệ lột hiện tại đó các bạn, nó lột khoảng 85-90% luôn các bạn. Đây, cái bầy này thì hiện tại thì size nó tầm khoảng là 3 tháng non chút các bạn. Nó cá nó lên màu rất là đậm luôn. Hôm nay thì Thạch Anh đóng hai bầy, một bầy koi Nemo Galaxy Gold và một bầy Fancy Cooper Star. Cái thể loại đó thì nếu mà các bạn nào mà đam mê thì cực kỳ là yêu luôn các bạn. Đuôi Star form màu rất là tốt luôn. Và cái thể loại Fancy đó thì 2 năm trở lại đây thì không được anh em ưa chuộng mấy. Tuy nhiên Fancy Cooper Star thì lúc nào cũng được ưa chuộng các bạn ha. Quay lại vấn đề về koi, hiện tại thì cái thị trường koi nói chung đó, nó rất là muôn màu các bạn, và được rất là nhiều anh em lựa chọn. Và đây là một cái thể loại cực kỳ là whip luôn các bạn, koi Nemo Galaxy Gold. Và đây là những cái bầy cá koi Nemo Galaxy Gold, koi Nemo Galaxy Gold Cooper mà Thạch Anh lai tạo trong nước các bạn nha, không liên quan gì tới giống cá nhập. Nếu mà các bạn đã quan tâm đến Beta Thạch Anh Sóc Trăng, quan tâm đến kênh BVT khám phá sở thích thì các bạn đã biết rồi. Còn các bạn nào mới xem, mới tương tác đến kênh BVT khám phá sở thích và anh em nhà Thạch Anh Sóc Trăng, thì Thạch Anh xin chia sẻ lại với tất cả các bạn, đây là những cái dòng cá mà được chạy cá Beta Thạch Anh Sóc Trăng lai tạo ra các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thoạt nhìn qua thì các bạn thấy không có một cái em nào màu xanh luôn các bạn. Đó, đây là những cái bầy cá koi các bạn nha. Và nó đang lột cực kỳ khủng bố luôn. Đó, bầy này mới có 1 tháng mấy, 2 tháng các bạn. Đó, thấy không? Thì hôm nay Thành sẽ đóng cái bầy này gửi đi cho tiếp tục là anh khách ở Lâm Đồng, Đà Lạt các bạn nha. Cái bầy này đó các bạn, ảnh sau khi mà cũng là một cái anh khách này ảnh lấy trước đó đó, thì anh có lên một cái clip là ba bầy cá đi về Lâm Đồng Đà Lạt trên kênh BBT khám phá sở thích, và ảnh về ảnh nuôi ảnh yêu quá đi, và tiếp tục ảnh lấy thêm hai bầy nữa các bạn. Thì cá bầy đó các bạn, thì Thạch Anh đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi trên kênh BBT khám phá sở thích cũng như là Facebook Thạch Anh. Nếu mà bán cá bầy, xác định bán cá bầy thì Thạch Anh không bao giờ lựa đẹp lên một con nào. Đây là những cái bầy cá từ nhỏ lớn lên nó phát triển như thế nào thì Thạch Anh sẽ để nó như thế mà chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Thì thường á, là những anh em lấy cá bầy, thứ nhất là anh em đem về chơi thủy sinh dạng whip các bạn nha. Thứ hai nữa là anh em mua đi bán lại. Thì đây là những cái bầy cá cực kỳ chất lượng luôn rồi, mà đây nè, đây là những cái con cá này các bạn. Các bạn về các bạn bỏ vô keo là các bạn bán được luôn. Bởi vì nó phùng kè, bỏ vô keo khoảng 1 tiếng 2 tiếng là nó phùng kè rồi, bởi vì nó là cá bầy không tách phôm thì trong bầy thì nó không có đá nhau đâu các bạn. Thì các bạn mua đi bán lại thì thường lấy những cái bầy cá như thế này nè các bạn. Thì cái số lượng mỗi bầy á là từ 200 đến 220 em tùy theo bầy. Có thể bầy lên 250-260, và cái giá cả nó cũng tùy theo bầy các bạn nha. Thì nếu mà các bạn nào mà đang quan tâm về cá bầy thì các bạn hãy inbox cho Thạch Anh qua 4 kênh. Thứ nhất là Facebook Thạch Anh, thứ hai là kênh YouTube BVT khám phá sở thích, điện thoại trực tiếp là 0916076025 và Zalo là 0976585927. Thì đó là 4 kênh, và đây các bạn, đây là hai em cá trống các bạn nhìn thấy
Đây nè, con này bỏ vô keo là bán được luôn nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ là chất lượng luôn. Màu sắc rất là tốt, cá bầy mà nó lên màu như thế này nè các bạn. Còn gì nữa phải bằng về chất lượng đúng không ạ? Rồi, anh hai bỏ vô đi. Thì đây là một cái quy trình, nhân tiện đó thì Thạch Anh sẽ quay cho các bạn xem cái quy trình đóng cá bầy và gửi đi cho khách luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đây là khách quan luôn. Thạch Anh sẽ tạo điều kiện cho tất cả các bạn ở xa cũng như là các bạn mua cá ở trại cá Beta, Thạch Anh có cái cảm giác mà tại đến tận trại cá Beta Thạch Anh để lựa và bắt cá về. Đó, rất là khách quan các bạn ha. Bầy như thế nào Thạch Anh bán như thế đó, và xúc hết không một dừa một con nào các bạn nha. Và đây là bầy số 2 nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Bầy này nó khác hơn so với những cái bầy coi. Bầy này là bầy Fancy các bạn nha. Fancy Cooper Star, máu Việt Nam. Cái này là máu Việt Nam thuần luôn á các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nè, cái bộ Star em máy nè. Bộ Star rất kinh khủng không? Em máy này nếu mà đem về á, thì anh tách form ra thì anh bán một em máy này chắc khoảng là 300-400 ngàn á. Đó, em máy Fancy Cooper Star. Nếu mà thời đương đại của nó các bạn nha, đụng tới một cặp Fancy Cooper Star này không đụng nổi luôn á. Mà đây là một cái thể loại mà Thạch Anh ghiền dữ lắm luôn các bạn. Thạch Anh ghiền lúc mà mới bắt đầu chơi cá beta thì Thạch Anh đã chơi cái dòng này rồi. Và cái dòng này thì hiện tại thì anh em cũng rất là thích luôn. Vì nó rất là đẹp các bạn. Hôm nay thì Thạch Anh tính quay cho các bạn xem một số dòng gian beta cơ. Chứ không phải là quay cho các bạn xem những cái lô cá bầy Thạch Anh xuất bán đâu. Tuy nhiên chiều nay thì ảnh chuyển khoản cho Thạch Anh, dự kiến là ảnh chuyển khoản vào ngày mai cơ, nhưng mà ảnh nôn quá rồi, thành ra là ảnh chuyển khoản luôn trong chiều ngày hôm nay, ngày 17 tháng 8 thì Thạch Anh sẽ đóng luôn và trả hàng cho khách luôn trong ngày hôm nay luôn các bạn. Thì đó là cái nguyên tắc làm việc của Beta Thạch Anh Sóc Trăng. Nếu mà gửi được thì gửi trong ngày, nếu mà khách chuyển khoản trong ngày thì Thạch Anh sẽ gửi trong ngày các bạn nhé. Còn một số anh em Thạch Anh đang giữ tiền lại nhưng mà chưa có chuyển cá đó, thì các anh em cũng thông cảm. Hiện tại thì những cái đợt này nè là Thạch Anh chỉ gửi xe thôi các bạn, chứ không gửi đến tận nơi cho mình được. Một số anh em ở như là ở Trà Vinh, ở Bến Tre và ở An Giang thì anh chưa thể nào trả hàng được các bạn nha. Các bạn thông cảm giúp Thạch Anh, đợi giúp Thạch Anh khoảng thêm 5 hoặc 6 ngày nữa. Tình hình hiện tại thì về cơ bản thì rất là khá khả quan luôn các bạn, và hy vọng rằng dịch sẽ sớm qua cho anh em chúng ta trở lại một cái trạng thái bình thường. Thỏa sức đam mê của mình các bạn nha. Đó các bạn, thấy không? Thì Thạch Anh sẽ quay cho các bạn xem đó, cái bầy cá nó chất lượng như thế nào các bạn. Đây là một cái bầy cá mà Thạch Anh vừa mới vớt lên đây. Đây là bầy coi Nemo Galaxy Gold. Thì nó lột khoảng 90-95% luôn các bạn. Đây các bạn nhìn thấy. Thọc tay xuống là bắt lên những em full màu. Những em full màu khoảng 80-90%, có thể những em lên 100% luôn các bạn. Em này lên 100% rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Về các bạn bỏ keo, các bạn cửa hàng, các bạn bỏ vô keo khoảng 5-10 phút là bắt đầu nó phùng kè rồi. Các bạn ha. Đây nè, đó là những em chống máy nè các bạn nhìn thấy. Cực kỳ chất lượng luôn chưa? Thì đó là cái nguyên tắc làm việc của chạy cá beta anh Sóc Trăng các bạn. Cá bầy, nếu nói đến cá bầy thì hãy nói đến chạy cá beta anh Sóc Trăng, và đó là cái thương hiệu mà được anh em đánh giá rất là cao các bạn. Không phải là anh tự mãn về cái thành công của Thạch Anh, tuy nhiên ở đó là cái sự đánh giá của anh em khi mà giao dịch tại cái cá beta anh Sóc Trăng các bạn. Thì cá như thế nào thì anh như bán như thế đó, chất lượng ra sao, giá cả như thế nào, rất là hợp lý cho tất cả bạn chơi đó. Đây là những cái bài cá cực kỳ chất lượng đó, các bạn nhìn thấy không, màu rất là tốt các bạn nha. Còn rất là nhiều. Và đây là bầy Fancy Cooper nè các bạn, để Thạch Anh lấy ra các bạn xem cái nó đẹp như thế nào các bạn nha. Đó. Fancy Cooper là nó đẹp như thế đó các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái form của nó không? Cái form của nó không lẫn vào đâu được các bạn. Ngay cả những anh em ở nước ngoài, như là hiện tại thì nếu mà dòng Fancy Cooper này, anh em bên Indo á, họ cực kỳ thích luôn các bạn. Và họ lấy cái cá của Việt Nam về họ lai tạo, nhưng về cơ bản cái bộ gen và cái chất lượng cũng không bằng ở Việt Nam đâu. Nói chung là mỗi một cái nó cũng có một cái bí quyết riêng các bạn ha. Đây là những cái em cá Fancy Cooper mà riêng về cái dòng Fancy đó các bạn. Hiện tại chạy cá beta Thạch Anh Sóc Trăng chỉ độc làm một cái dạng là Fancy Cooper Star, còn những cái Fancy khác như là Get Fancy, Fancy F1 Indo như thế nào đó, trước đây 2 năm trước làm đình làm đám, nhưng hiện tại 2 năm nay thì không còn chơi được nữa các bạn ha. Thì ta không làm. Thì đây là những em cá Fancy Cooper Star, các bạn nhìn thấy cực kỳ chất lượng chưa? Đó. Thì hôm nay thì anh sẽ quay trực quan luôn cho tất cả các bạn xem
tổng thể hai bè cá mà Thanh chuẩn bị ship chiều nay đi Đà Lạt đây. Đó, cực kỳ ghiền luôn các bạn ơi. Hiện tại thì Thanh còn rất là nhiều bầy các bạn, trên dưới 60 bầy. À, 1 tháng rưỡi tuổi có, 2 tháng tuổi có, 2 tháng rưỡi. À, thật là may mắn luôn các bạn. Cái việc giãn cách xã hội ở Sóc Trăng 2 lần theo chỉ thị 16 thì trên dưới khoảng gần 1 tháng các bạn. Thì cá của Thạch Anh nó chưa có đủ lớn, thành ra là mình việc chăm thôi các bạn ha. Chứ nếu mà cá đủ lớn rồi không biết để đâu cho hết các bạn ha. 60 bầy, trên dưới 60 bầy luôn. Đây là những cái bầy cá đây. Đó, tổng thể như vậy thôi các bạn ha, rất là đẹp luôn. Nếu mà các bạn nào thích về thể loại cá bầy Koi Nemo Galaxy Gold, Koi Nemo Galaxy Gold Cooper, Koi Get Galaxy Gold, Koi Get Galaxy Gold Cooper thì hãy inbox cho Thạch Anh tư vấn cho mình các bạn. Thì mời các bạn cùng xem cái quy trình đóng cá và gửi cá của chạy cá bê Thạch Anh trong chiều ngày hôm nay gửi cho khách các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi một hồi đóng thì cũng được hơn 50% rồi các bạn ơi. Thì đây là hai cái bầy cá, một bầy Fancy Cooper Star và một bầy Koi Nemo Galaxy Gold. Và đây là đồ tặng các bạn nha. Đồ tặng không phải là đồ bỏ các bạn nha. Cực kỳ chất lượng luôn. Đây, em Koi Base Galaxy Gold. Rất là tơ luôn. Và đây mình sẽ tặng cho ảnh ba em trống và hai em mái các bạn. Đó, ba em trống và hai em mái. Đây là những em cá một tháng mấy tuổi, cá nhỏ đang chuẩn bị lột các bạn ha, thì cũng ở đây luôn. Cái việc đóng cá bầy á nó rất là phức tạp hơn là cái việc mà đóng cá phôm của chúng ta rất là nhiều các bạn. Mà nếu mà các bạn nào chưa có kinh nghiệm đóng cá bầy thì các bạn cứ lên kênh BBT khám phá sở thích của anh em nhà Thành Sóc Trăng để mình tham khảo các bạn nha. Tham khảo nó cũng không có mất thời gian lắm đâu các bạn. Tuy nhiên mình có được một cái nhìn tổng thể ship cá bầy mình đóng như thế nào, mình gửi ra sao các bạn ha. Trên đó thì anh em nhà Thành chia sẻ rất là kỹ lưỡng. Đó là một cái quy trình rất là chuẩn luôn các bạn, cho tất cả bạn nào mà đóng cá bầy và ship cá bầy đi xa. Cái đơn này thì chiều nay Thạch Anh sẽ gửi đi khoảng 9 giờ tối các bạn, 9 giờ tối gửi đi lên Đà Lạt các bạn ha, gửi xe. Thì rất là may mắn luôn các bạn. Hiện tại thì ở chỗ Thạch Anh đó thì cái việc mà dịch bệnh Covid nó cũng có thể nói là cũng tạm ổn rồi các bạn. Thành ra là có được ra ngoài và gửi cho anh em được. Còn một số anh em gửi tận nhà đó thì anh em cũng vui lòng và đợi cho Thạch Anh thêm một khoảng thời gian nữa các bạn nha. Hiện tại thì các đơn vị vận chuyển nó chưa có nhận. Còn gửi xe thì gửi ok, gửi xe thì Thạch Anh gửi được. Còn gửi tận nhà thì các bạn đợi cho Thạch Anh khoảng 5-6 ngày nữa. Những em cá này thì các bạn đem về các bạn bỏ vô keo á, các bạn bỏ vô keo khoảng 5 phút 10 phút là nó sẽ phùng kè rồi các bạn. Bởi vì nó là một bầy, thành ra nó không có đá với nhau. Nếu như chúng ta tách ra bầy khoảng 5 hoặc 10 phút nó quên mặt với nhau, nó đá à, có con lớn con nhỏ nó có phân cấp đàng hoàng. Còn nếu mà chúng ta phân ra cho nó cách mặt khoảng 5-10 phút rồi nó đá liền các bạn. Thì thông qua clip này nếu mà các bạn nào có nhu cầu về cá bầy, cá phôm thì các bạn hãy inbox cho Thành, Thành sẽ tư vấn cho mình các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ Beta Thạch Anh Sóc Trăng các bạn nhé. BBT khám phá sở thích Beta Thạch Anh Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những clip tiếp theo.